Ok, xin chào cả nhà và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục trong cái phần cài đặt bio ở trong điện thoại. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần Instagram và chúng ta điền thông tin tài khoản vào. Ok, và chúng ta sẽ bấm vào login. Khi chúng ta điền thông tin thì nó sẽ chuyển qua trang chúng ta này. Đấy. Và đây là chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu cùng nó nhé. Và đầu tiên thì nó sẽ cho chúng ta theo dõi thêm một số người nhất định thì chúng ta chỉ tập trung vào những cái gì ấy mà nó liên quan tới body đẹp này, nó liên quan tới workout thì chúng ta sẽ kết bạn ở đây. Đấy, xem nữa này, đây finally workout này, fitness này, chúng ta phải tập trung vào cái chủ đề. Thì đây là ví dụ của workout, đây là ví dụ của giảm cân. Và bạn có thể là tìm kiếm những cái người mà họ chuyên về cái chủ đề đó. Ví dụ đây, mọi người thấy như cái này đi, là về sức khỏe này, là weight loss này, thấy không ạ? Hoặc là easy remember đi này, vân vân. Và đây workout này, đó nó sẽ hướng dẫn chúng ta các cái bài tập và nó rất là tuyệt vời cho chúng ta. Home squat này, fitness này, yoga này. Đấy, và chúng ta theo dõi một số người gym đó, b-boy, vâng. Và như thế chúng ta phần theo dõi đã xong và tiếp tục chúng ta sẽ trở qua cái trang bên phải để chúng ta vào phần chỉnh sửa cài đặt. Chúng ta bấm edit profile, ok, để mà cho cái trang cái của chúng ta nó đẹp và nó hay thì chúng ta cần phải có một cái profile nó đẹp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm như sau. Cái website chúng ta sẽ làm ở trên website ở trên máy tính nhé. Còn ở cái bio này thì bio này chúng ta sẽ có bốn dòng nó như sau. Đầu tiên đó là ví dụ cái chủ đề của chúng ta chính là workout này, workout. Những ai quan tâm tới cái này, những người quan tâm tới cái này là những người quan tâm tới workout. Quan tâm tới gì nữa ạ? Quan tâm tới fitness. Quan tâm tới gì nữa? Đây, đây là một cái mặc định mà nó rất là chuẩn và tương tác rất là cao. Và weight loss chẳng hạn, weight loss. Ok, và tiếp tục chúng ta enter một cái, chúng ta sẽ tiếp tục tới cái câu thứ hai, đó chính là một cái câu gọi là nói về cái thứ mà chúng ta muốn nói với họ là cái gì. Ví dụ cái bài viết của chúng ta thường ngày sẽ là work out, nói về cái thứ hàng ngày chúng ta sẽ làm work out daily for you chẳng hạn. Ok, tiếp tục một cái dòng nữa chính là đây chính là cái đường quảng cáo bán hàng của chúng ta đây. Ví dụ như là cái sản phẩm của Hỷ là dạy về workout đi, dạy về tập workout để mà cho có body 6 múi đẹp chẳng hạn, như là discover to health six pack chẳng hạn. In here. On my website. Here. Here được rồi. Sau đó, đây là cái phần mà ở trên máy tính làm không được, ở trên này mới làm được thôi. Đó chính là cái phần này đây. Mọi người xem nhé, bấm vào cái nút này. Chúng ta sẽ chọn và chỉ nó xuống dưới này. Chúng ta sẽ chỉ nó xuống dưới này. Tỷ lệ chuyển đổi đây là một cái thứ gây tỷ lệ chuyển đổi cực kỳ cao nha, và chúng ta phải để ý và chúng ta cực kỳ phải 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 làm được cái trang này cho nó ok thì mới được. Ok, đó, trang trí nó cho đẹp lên. Workout gì lại, oh yeah, yes and, và sau đó là một website của chúng ta. Ok, thì hãy bấm vào ok thì điền như thế này là ok này. Hãy là bật cái thông tin
báo cáo bài poll của tôi này, rồi workout fitness với là này, workout daily for you này, discover to health six pack here, và đây là một cái chương trình dạy sản phẩm về sáu múi. Và sorry, và ai muốn mà học thì bấm vào đây. Và sau đó còn cái phần website, chúng ta sẽ trở lại cái website để chúng ta cài đặt nhé. Ok, chúng ta cũng sắp xong cái